LVMH, cha đẻ của một loạt các thương hiệu thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Moët Hennessy, Dior là nhà tài trợ lớn nhất cho Olympic 2024, đóng góp 166 triệu đô la Mỹ trong tổng số dự kiến 1,3 tỷ đô la Mỹ tài trợ từ các nguồn. Tập đoàn xa xỉ này đã đảm bảo khả năng hiện diện ở khắp mọi nơi, từ những chiếc huy chương, trang phục cho đội tuyển Pháp, cho đến quần áo dành cho tình nguyện viên tại Olympic. Đối với các kỳ Olympic thì các hãng quảng cáo đều coi nó là một cái yếu tố tác động mạnh đến cái việc họ phán đoán về doanh thu của mình trong năm, và họ coi đó là một trong những cái động lực tăng trưởng. Nghiên cứu của Sponsor United cho biết 86% nhà tài trợ trong Thế vận hội Tokyo chủ yếu là từ các thương hiệu nội địa, với 1/4 trong số đó đến từ ngành công nghệ. Ngược lại, 2/3 số nhà tài trợ cho Olympic Paris 2024 đến từ các công ty đa quốc gia, trong đó ngành tài chính và may mặc đóng vai trò chủ đạo. Không chỉ dừng lại ở năm nay, 1/3 các mối quan hệ đối tác chiến lược sẽ tiếp tục hợp tác, tham gia các Thế vận hội sắp tới. Đáng chú ý, gã khổng lồ trong ngành sữa, Mengniu của Trung Quốc, đã ký hợp đồng tài trợ dài hạn với Thế vận hội, có hiệu lực từ năm 2021 đến năm 2032. Các doanh nghiệp lớn khác của Trung Quốc cũng muốn hợp tác với Thế vận hội, bao gồm công ty công nghệ Alibaba, nhà bán lẻ quần áo thể thao Anta, nhà sản xuất xe điện BYD hay công ty công nghệ Vivo. Những thương hiệu này đã nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Olympic được coi là một sự kiện toàn cầu, cho nên là những cái công ty đa quốc gia và cũng phải nói thật là những người nào mà có nhiều tiền nhất thì họ mới tham gia vào cái kỳ này. Các chuyên gia trên thị trường cho rằng cơ hội được làm việc với những vận động viên giỏi nhất thế giới giúp thương hiệu tiếp cận lượng fan hâm mộ đông đảo theo dõi sự kiện qua các nền tảng khác nhau, từ đó khai thác cơ hội kinh doanh. Cách thức lồng ghép quảng cáo thương hiệu cũng đa dạng, từ việc tài trợ cho các đội tuyển cho đến tài trợ cho các hoạt động của Thế vận hội. Sức hút mạnh mẽ của Olympic có thể giúp đẩy mạnh các thương hiệu quốc gia đến với người tiêu dùng quốc tế. Không chỉ tại Olympic, thị trường tài trợ thông qua các sự kiện thể thao trên toàn cầu đạt hơn 97 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và dự đoán ngành này sẽ tăng trưởng kép với mức 8,68% mỗi năm cho đến năm 2030, đạt giá trị gần 190 tỷ đô la Mỹ.